Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài tiếp theo ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo. Đó là bài hình tam giác, hình tứ giác ở trang 24-25 vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo các bạn nhé. Chúng ta có một cái tình huống ở đầu bài. Đó là tớ thì dùng 3 cây bút để xếp thành hình tam giác. Các em thấy đây là hình ảnh của hình tam giác. Và bạn bên này thì bảo là tớ dùng 4 cây bút để xếp thành hình tứ giác. Đây là hình ảnh của hình tứ giác. Như vậy, hình tam giác là hình, các em nhìn vào đây chúng ta thấy có mấy cạnh đây? À, có 1 này, 2 này, 3 cạnh. Như vậy, hình tam giác thì sẽ có 3 cạnh. Còn hình tứ giác là hình này. Đây, đây là mô phỏng hình tứ giác. Chúng ta có 1 cạnh này, 2 này, 3, 4 cạnh. Như vậy, hình tứ giác thì có 4 cạnh. Tam giác có 3 cạnh, tứ giác có 4 cạnh. Trong hình tam giác ABC thì chúng ta có 3 đỉnh. 3 đỉnh là đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C. Đây là người ta gọi là các đỉnh. Chúng ta có các cạnh, cạnh AB, cạnh BC và cạnh AC. Nếu bạn nào nói là cạnh AB hoặc là cạnh BA thì cũng được. Các em thích đọc tên cái đỉnh A trước, B sau hoặc là B trước, A sau thì đều được cả. Như vậy, chúng ta có hình tam giác ABC có 3 đỉnh, đúng không nào? Có 3 đỉnh. Đó là đỉnh A này, đỉnh B và đỉnh C. Và hình tam giác này cũng có 3 cạnh. Đó là cạnh AB, rồi cạnh BC và cạnh AC hoặc là cạnh CA. Các bạn có thể đọc là cạnh AC hoặc cạnh CA đều được cả. Tiếp theo, sang cái hình tứ giác là AKST, hình tứ giác này. Hình tứ giác này thì chúng ta có các cái đỉnh. Các cái đỉnh thì người ta viết bằng chữ cái in hoa đây các bạn. Như vậy thì nó sẽ có 4 đỉnh và 4 cạnh. Chúng ta có 4 đỉnh đó là K, S, T, E. 4 đỉnh, đó là K là 1, S là 2, T là 3, E là 4. Tiếp theo là chúng ta sẽ có 4 cạnh. Bốn cạnh ở đây là chúng ta có các cạnh như sau. Cạnh KS là 1, ST là 2, TE là 3 và EK là 4. Đấy, chúng ta có cạnh KS. Hoặc là các em đọc cạnh EK trước cũng được. Bạn nào thích đọc EK trước cũng được. Ví dụ như chúng ta có EK này, được không? Cạnh EK rồi đến KS. Cạnh thì các em đọc hai đỉnh, hai đỉnh liên tiếp nhau thì nó tạo thành cạnh. Chúng ta có ST, bạn nào đọc là TS thì cũng được nhé. Đấy, ST và TE. Thế một bạn viết là ET có được không? Cũng được. Đấy, các bạn thích đọc TE hoặc ET đều được cả. ST hay là TS thì cũng được nhá. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng vào đi vào phần bài tập số 1. Những ai chưa xong thì cái phần trên này thì các bạn dừng lại làm cho xong. Quan sát mẫu này. Nếu đúng thì các em ghi chữ D mà sai các bạn ghi chữ F vào. Chúng ta có hình vuông là GHIK ở đây. Hình này thì có 4 đỉnh. 4 đỉnh thì người ta viết bằng các chữ cái in hoa đây các bạn. Đỉnh này, nó nằm ở các góc này này, nằm ở các vị trí này. Và các đỉnh người ta viết bằng chữ cái in hoa thì có đỉnh G, đỉnh H, đỉnh I, đỉnh K. Chúng ta có 4 cạnh là GH này, HI này, IK này, KG này. Vậy tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát các cái hình này và xem thử là các cái ý mà người ta nêu ra ở đây là đúng hay không đúng nhá. Đây chúng ta có hình chữ nhật. Hình chữ nhật ABCD. Đây hình chữ nhật ABCD. Hình này có 4 đỉnh
là đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D. Có bốn đỉnh là A, B, C, D. Cái này đúng không? À, cái này là đúng, đúng không nào? Đúng thì các bạn ghi chữ D vào. Như vậy ở đây, cái này đúng. Tiếp theo chúng ta có bốn cạnh. Bốn cạnh là cạnh AB là 1, BC, CD và DA. Như vậy cái này cũng đúng, các em ghi chữ D vào. Tiếp theo sang ý B. Ý B người ta cho các bạn là cho hình tứ giác LMNO. Đây, LMNO. Hình này có bốn đỉnh là đỉnh L này, M này, N, O. Bốn đỉnh viết bằng bốn chữ cái in hoa đây, LMNO. Cái này đúng, các bạn ghi chữ D vào. Cái này có bốn cạnh. Bốn cạnh là LM là 1, MN là 2. Đại cạnh thì các em phải nêu các đỉnh là hai hai đỉnh liên tiếp nhau đấy. Đây phải là NO. NO chứ không phải là cạnh NL. Người ta bảo là cạnh này là cạnh NL thì sai rồi. Đấy nhá. LM là 1 này. MN là 2 này, NO này và OL. Đấy. LO thì cũng được, LO cũng được nhưng mà sai là sai ở cái này. Cái này bị sai các em. Đấy, không có cái cạnh là NL đâu. Đây nó không có cạnh này mà nó có cạnh là NO cơ. Như vậy cái này bị sai, các bạn ghi chữ S vào. Đấy. Tiếp theo, sang cái hình tam giác. Hình tam giác TUV. Đây, hình tam giác này. Hình tam giác thì là có 3 đỉnh chứ không phải là có 4 đỉnh. Nó chỉ có 3 đỉnh thôi, TUV thôi. Như vậy ở đây này, sai này. 4 đỉnh là sai rồi. Như vậy cái này là sai. Nó chỉ có 3 đỉnh thôi. Đấy. Tiếp theo, cái này có 3 cạnh. Kem xem 3 cạnh đúng chưa? Cạnh TU này, TU là 1, đúng rồi. UV là 2 và VT là 3. Như vậy cái này có 3 cạnh. TU, UV và VT. Đúng rồi đúng không nào? Như vậy chúng ta có các ý này, đúng đúng, đúng sai, sai đúng. Và các cái lỗi sai thì cô có khoanh vào đây. Đây, cái này là sai là nó chỉ có 3 đỉnh chứ không phải là 4 đỉnh. Đây người ta ghi 4 đỉnh là sai. Còn cái này là không có cạnh NL mà nó chỉ có cạnh NO, đúng không? Tiếp tục chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Những ai chưa xong các bạn hãy dừng lại làm cho xong. Câu chuyển bài tập tiếp theo như sau. Yêu cầu các bạn viết vào chỗ chấm số cạnh và màu xanh, xám hay đen. Vậy bây giờ các bạn hãy quan sát chúng ta có các cái hình vẽ ở đây. Bây giờ người ta hỏi các bạn là hình thay vào cái này là chúng ta sẽ thay vào hình nào? Đấy, hình màu gì đấy? Hình màu gì? Một cái tứ giác đây chúng ta có hình này theo quy luật này. Màu xanh là màu xanh xanh dương này. Đấy, rồi màu xám, màu đen. Xanh dương, xám, đen. Xanh dương rồi đến hình màu màu xám. Như vậy, hình thay vào ở đây sẽ là hình màu màu xám. Hình màu xám này, các bạn sẽ thay vào đây. Vậy hình thay vào ở đây có mấy cạnh chúng ta sẽ thay vào ở đây? Chúng ta sẽ thay vào đây, cái hình thay vào có đặc điểm là đặc điểm nào trong số những cái đặc điểm này?
Như vậy hình thay vào ở đây nhá, thì sẽ có mấy cạnh các bạn? Đấy, hình thay vào sẽ có bốn cạnh. Bốn cạnh chúng ta này, thấy quy luật này. Xanh dương này, xám này, đen này. Xanh dương, xám, đen. Xanh dương, xám, đen. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thay vào hình xám. Về hình xám thì các bạn nhìn cái hình xám này. Này, xem thử cái hình này có đặc điểm gì để chúng ta viết vào đây. Đấy, hình thay vào có đặc điểm gì? Hình thay vào có đặc điểm có mấy cạnh ở đây? 1, 2, 3, 4 cạnh. Như vậy hình thay vào là có 4 cạnh. Và nó có màu gì? Nó có màu gì đây? À, nó có màu xám. Đấy, các bạn chỉ cần điền như vậy thôi. Các em không cần ghi vào cái phần chấm chấm này. Đấy, vậy chúng ta sẽ điền là hình thay vào thì có 4 cạnh và có màu xám. Tiếp theo ở đây, hình thay vào có mấy cạnh? Chỉ là mấy cạnh thôi đúng không? Vậy các bạn nhìn cái quy luật này. Tam giác này, tứ giác này, hình tròn này. Tam giác này, tứ giác này, hình tròn này. Như vậy tiếp theo sẽ đến là hình tam giác. Tam giác, tứ giác, hình tròn. Sau hình tròn sẽ là hình tam giác. Như vậy hình thay vào đây sẽ là hình tam giác có 3 cạnh. Chúng ta sẽ sau hình tròn thì sẽ là hình có 3 cạnh ở đây. Như vậy sau hình tròn thì chúng ta sẽ thay vào là hình có 3 cạnh. Hình thay vào có 3 cạnh. Thế thôi. Tiếp tục chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Những ai chưa xong bài tập số 1, các bạn dừng một chút để các bạn làm xong bài tập số 1 nhé. Sang bài tập số 2 như sau. Hình thay vào có đặc điểm như thế nào? Chứ chúng ta không phải là ghi hình thay vào là hình gì, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta thấy này. À, chúng ta thấy là màu, cái này là màu đen, đây là màu trắng này. Đây trắng này, thì cái hình này người ta để hai cái hình này có màu trắng, đúng không nào? Cái phía bên trên này là hình màu trắng, thì hai hình dưới này người ta để trắng. Cái này là người ta vẽ mực đen, thì hai cái hình này bôi đen. Cái hình này là xám, phía trên này là mực màu xám, thì hai hình dưới này là sẽ được tô màu xám. Vậy cái hình này là màu xanh dương, đúng không? Màu xanh. Màu xanh thì phía bên dưới này sẽ được tô màu xanh. Như vậy, à, và các cái hình ở đây thì đều là các hình tam giác giống nhau. Thì phía bên dưới này là đều các hình tứ giác giống nhau, đều là các hình như thế này. Nhưng mà chỉ là tô màu khác nhau thôi. Đấy, cái cột này thì tô màu trắng, cột này tô màu đen, cái cột này tô màu xám, cột này tô màu xanh. Như vậy hình mà chúng ta điền vào cái phần hỏi chấm này. Cái hình thay vào phần hỏi chấm có đặc điểm gì? Có đặc điểm nó phải là hình giống như thế này, nhưng mà nó là màu xanh, đúng không? Vậy hình này là hình tứ giác có 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh. Như vậy hình thay vào có đặc điểm là có 4 cạnh. Có 4 cạnh giống như hình này đây. Và nó có màu xanh. Có màu xanh. Là chúng ta đã vừa đi xong được bài tập số 1 và bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong thì các bạn hãy dừng lại để làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo, viết vào chỗ chấm. Tên một loại lương thực có từ tam giác. Vậy các bạn nhìn người ta có gợi ý cho các bạn ở phía bên này rồi. Đấy. Vậy chúng ta sẽ điền từ gì vào đây? Và ở phía bên dưới, Tứ Xuyên, Tứ Giác Long Xuyên là nơi trồng nhiều lúa nhất của nước ta. Yêu cầu các bạn viết tên các địa danh tại các cái đỉnh của Tứ Giác Long Xuyên. Như vậy chúng ta sẽ làm ở phía trên trước nhá.
Chúng ta có tên một loại lương thực có từ tam giác. Ở đây, tên loại lương thực có từ tam giác đó là tam giác mạch. Chính là tam giác mạch. Tam giác mạch nó là một cái loại thực phẩm rất là ngon. Và cái loại này thì rất là tốt cho sức khỏe, đúng không nào? Có thể thay thế cho lúa mì. Đấy, như vậy thì cái cụm từ mà các em điền vào đây đó là cụm từ tam giác mạch. Đây chúng ta nhìn thấy có cái cánh đồng tam giác mạch đây. Đấy, cái này thì đây là một loại lương thực, cô nhắc lại là rất ngon và rất là tốt cho sức khỏe, có thể thay thế cho gạo trong lúa mì. Đấy, như vậy cụm từ các bạn điền vào đây đó là tam giác mạch. Tiếp theo, tứ giác Long Xuyên là nơi trồng nhiều lúa của nước ta. Người ta cũng cho các bạn hình ảnh ở đây. Đấy, viết tên các cái địa danh tại các đỉnh của tứ giác Long Xuyên. Thì chúng ta có các cái địa danh tại đỉnh của tứ giác Long Xuyên. Đây là cái tứ giác. Tứ giác này được gọi là tứ giác Long Xuyên. Các đỉnh của nó thì có là gì? Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá và Hà Tiên. Đây, hình ảnh này là hình ảnh của tứ giác Long Xuyên. Đấy, và các cái địa danh nằm ở các đỉnh thì người ta có chấm đen, người ta có ghi tên ở đây. Vậy các bạn ghi tên cho cô các địa danh là các đỉnh của tứ giác Long Xuyên thì người ta có Châu Đốc. Long Xuyên. Rạch Giá. Hà Tiên. Như vậy là ta đã vừa đi xong được cái bài tiếp theo ở trang 24-25 của vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Ủng hộ cho cô, hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Miết Hạnh để xem thêm các video khác trên kênh cô nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.